Alo, chế kiểm tử nha. Chúc mọi người là buổi trưa vui vẻ. Ngày 12 giờ 10 sớm nay rất là vui nha mọi người. Để nó qua sớm thì bằng đường vét cho mọi người. Đường vét giúp nhật gái buổi trưa mắm mì. Chúc cho mới live stream mọi người. Quá thân một con gái và mặc đường vét vét màu xanh mọi người đẹp như mọi người nha. Mọi người nhớ vào xem nha. YouTube của toàn bị lúc nha mọi người nha. Ủa, bữa nay chế có đi show không? À, lát là chế sẽ diễn gì cặp gì nữa bữa nay? Giống như cái vụ chiều mắm mì vậy. Này là chơi cởi bến đúng không? Ừ, rồi không lên nhạc là chế lên đồ đúng không? Đúng vậy, chính xác. Lên đồ có lên dược không chế? Không. Lên đồ là lên dược là chơi mới cởi được chứ. Không, có lên giường đó. Lên giường hả? Lên giường ai? Chế kính lên giường ai? Đừng có nói lên giường với người ấy nha. Ta nói yêu nhau lắm là cắn nhau đau. Trời ơi. Bữa giờ đúng không? Tình chị em thương nhau đúng không? Trời ơi, nó hỗn quá trên nó hỗn ra sợ nó quá. Nghe chữ Thảo My thì sợ thiệt á. Từng dạo này á sao gắt dữ luôn á. 21. Phải có cái tan tác với má kia kìa. Má tóc tém á, đã tan tác với má nó. Cái chữ gì không? Tan tác với má nó mà được. Má đồ má này. Má rồi nói chung thấy hoa gì là quá không tương tác được nữa rồi đúng không? Không tương tác được rồi, là nghỉ chơi. Nói chung ai đến thì mình mến không? Nó kỳ quá, tính nó kỳ quá, khổ quá được. Gặp mình nó gì quá. Nghe nói hôm qua là tự nhá không chứ đâu có đánh nhá không mà đánh nó đá nó nhá không mà nhá cho vui nè, cầm vết cái nhá nè nhá. Rồi mà nó vẫn chửi mà sao nói kỳ. Hay là các đại quýnh nhẹ quá. Hả? Ý là chắc quýnh nhẹ quá nên. Quýnh nhẹ quá. Ừ. Quýnh nhẹ quá sao? Chắc tại chị là con gái á. Vì là con gái không điện thoại bên kia, chắc chị là con gái nên á cái các động vật lý không đủ mạnh. Ừ, làm ghê lắm. Hôm bữa có một lần bị cái bé kia ở ngoài Lan với Phường đập một cái một ngã xe. Hả? Ai vậy? Lâu rồi. Lâu chưa? Lâu rồi bị bé kia mà giờ gặp bé kia sợ lắm. Trời ơi, vậy hả? Một phát một thôi là coi như là... Nãy vừa lại sân lấy nước nó tạ ở sân. Mới tạ ở trên hỏi hỏi coi. À, có. Có chửi. Có chửi á. Có chửi rồi. Mình đi chơi nè. Tạ đó. Thôi em thấy gì thôi bỏ đi đại với tổng. Nó đánh nó dậy rồi, nó hoài nhức đầu nó quá. Thấy nó tình chị em thương nó vậy không hết. Ai mình ở đâu nào mình đâu có sống tệ đâu. Rất là thương nó mà một cái làm cho mình bất mãn. Nhiều lần lắm rồi em ơi, chị nói em nghe vậy á. Chị chịu đựng hết nổi rồi. Đó hôm nay bên dì Sưng có nấu đồ ăn lát chế có ăn không chứ? Chế nó là mũi Sưng vậy ăn được. Ăn được hả? Cử biện, cử cua Sưng. Một chút xíu mọi người thấy mà bạn đưa nguyên bộ đồ vest tao màu xanh nha mọi người. Sẽ đi đằng xa mới tới nha mọi người. Ghi đá là lon, có cây son chính giữa hả? Không phải cái đài lon qua đó. Cái đài lon nào? Không biết đâu nha. Chị Khùng hả? Ủa bây giờ chị Khùng chưa xuất hiện đó. Đó hôm nay dì Sưng sẽ là nấu một nồi, cái này là gì dì Sưng? Cua măng. Gì? Cua măng. Cua măng đúng không? Ủa mà mấy cái màu trắng là măng đúng không? Rồi mấy cái cọng nhỏ nhỏ là gì? Đây, cua. Đó, cua. Đó, cua đây rất là nhiều nha, cả nhà một bọc luôn. Bọc này chắc cũng mấy ký đó. Đó. 5 ký thôi. 5 ký hả? Trời ơi. Chứ ngày ai tài trợ gì Sưng? Không nhau nhậu. Đó, đây là nồi măng, măng với cua. Măng cua, cái này là gọi là măng cua. Đó này hết sảy rồi con bà bảy luôn nha, hết sảy con bà bảy. Đó còn dì Chất đang ngồi bên kia bào nha cả nhà. Dì Chất làm gì ngồi bển đi Chất. Vô rồi dì Chất. Có tiền chưa dì Chất? Chưa ai cho hả? Đợi đi Chất. Ngày này tháng này năm sau là ta cho liền á. Trời này đâu qua giao lưu với khán giả luôn hả? Với fan luôn hả gì chứ? Hello. Ăn gì? Toàn là
còn chưa lát cái cam đó. Dạ. Rồi hương cháo quá nè. Trời ơi. Xưa cho cháo không được. Chị chất bị gì lâu chưa thì chất? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Mà uống thuốc chưa? Xong uống đi. Đó, gì chất nè. Rất là hồn nhiên nha, như cô tiên vậy á. Chuyến này lên thiên đàng hay xuống địa ngục gì chất? Địa ngục. Địa ngục á? Ý là biết mình nghiệp quá nên đi xuống địa ngục phải không? 12 kéo vào. Gì chất á? Gì chất á? Đụng đâu là trụng đó à. Ôi chứ vẫn ăn bánh cam dù không có găng mà vẫn nhai rất là nhiệt tình. Ngon gì chứ? Nè nhét thêm mấy cái vô miệng luôn đi chứ. Rồi. Ăn đi. Rồi ăn cái sao đủ no. Rồi ăn rồi gì uống gì ăn gì chưa nãy giờ hay là chỉ ăn bánh cam thôi? Ăn đi lấy cho 1 triệu. Ăn đi lấy cho 1 triệu. Ăn hết mấy cái bánh cam này đi con cho 1 triệu, đây còn 20 cái rồi. Láo miệng nè. Để quay lên sống đó. Láo miệng đi. Chứ không có biết ngại đâu chị ơi. Cái nào cũng cho mà, từ từ. Rồi, ta lên chụp mà ta cho. Em thấy cho hoài mà nó lừng gạt gì. Gì chứ xin ghét giờn đó, không cho luôn rồi. Vỡ nách xuống đi, nách chất bốc mùi quá vậy chứ. Vỡ nách xuống đi. Ờ, mình quay. Vỡ nách xuống đi chứ. Trời ơi, lên nách nữa hả trời ơi. Ý là khoe nách đúng không? Nách mình sạch có khoe đúng không? Trời ơi, chất rất là hồn nhiên. Lát bữa anh nấu măng cua chứ có ăn không chứ? Sao chứ vậy? Chứ không biết ăn. Ý là cua nhỏ quá gì chứ không ăn hả? Không? Ấy cua bự mới ăn đúng không? Cua là cua. Sao chứ không nói chuyện đi chứ? Chuyện gì chứ im gì chứ? Không cho chè. Không nói chuyện. Đó, chứ giờ á. Bụng quá. Đó, bánh cam mua 12 lên luôn vậy. Dạ. Bánh cam ăn ngon, ngon dữ không gì chứ? Dạ, dở thôi. Rồi ăn ăn đã giờ nó dở rồi. Đúng rồi, gì chứ qua cầu rút dán nha. Dở muốn hết luôn rồi. Cho bà già chồng tôi ăn. Sao vậy? Cho về bà chồng ăn mà bà không lo cho về bà già chồng bà. Còn nói nữa, bà già chồng xứ nó mồ nấu cho ăn mà còn muốn gì nữa. Ý chứ nó chê cua nhỏ chứ không muốn ăn. Có ăn là mừng lắm rồi chứ ơi. Nãy giờ mặt của gì chứ càng ngày càng bự ra. Sưng mà. Sưng hả? Rồi chức sợ không cái ngày đó? Không. Không sợ luôn hả? Chết thì chết rồi. Chết là hết rồi đúng không? Hết nợ đời đúng không? Qua ai cột tóc mà chức đẹp quá. Nam cột mà đi. Chồng tôi. Cột cái đẹp đó. Sao chuỗi qua đây? Bữa nay mấy cọng tóc nó quăng quăng nhìn ghê quá gì chức ơi. Kệ cả. Nó nhìn ốm quá à. Sợ nó tới đẹp nữa. Ổ chim. Ờ. Hôm nay cái ổ chim nó gã rồi kìa. Giờ con chim nó có phải sợ thì chết rồi. Giống như cổ chim vậy. Ôi, Việt Kiều gọi. Việt Kiều gọi gì chết. Có tiền. Có nghe không? Có tiền. Alo. Nè alo đi. Gọi alo. Alo. Chỉ về đây, tối ngày bà biết tiếng chị, bà biết tiếng chị, bà nói người về người Việt Nam, người Sài Gòn, Mỹ cái. Rồi sao chức gì kêu gọi nói chuyện sao? Chị ơi. Hết chuyện rồi. Chị ơi chị, mẹ em nói chuyện. Già rồi. Đập vỡ cái đàn luôn đi chức, cầm cái đàn lên đàn đi, cầm cái đàn đi. Bà vợ chồng. Ủa cái đàn gì nặng như trời. Cây đàn sinh viên có cây đàn đi ca. Mình cùng ca với bà và chồng. Giáo lên bà cho vô màu giáo. Cô thương cháu gì cháu công khóc nghe. Chị Kiều kìa. Chị Kiều đi. Rồi.
Hát nữa đi chứ. Dùng nào vậy? Trời ơi, còn cái dùng mà chửi tụi mình chứ. Ơi chứ hát đi, hát đi rồi có người lên mông. Thiệt mà, nãy giờ lên mông thiệt luôn. Đó. Hát đi chứ. Thôi, mệt lắm. Hát đi. Không. Hát đi tới lên mông. Trời ơi, bữa tôi hát ở trên kia nó gạt tôi. Thôi, hát đi chứ. Không. Không nha, cái tay coi đâu nha. Nhìn chứ coi. Thẳng đi. Không. Tay coi đâu, mày đi cha, rồi chó. Không, lại đưa bà về chồng coi đi. Giờ hát bản đi rồi con đi. Chứ không hát rồi nhả bánh cam mà lại đi trả chị đi, hát cho chị nghe. Trời ơi. Đó gì không? Gì chứ không hát gì chứ, cứ cầm cái đờn đó hoài cho con luôn. Con quay gì hoài luôn, cô đội cuối con khỏi quay gì hết, khỏi hát. Đừng gạt cô hoài. Chứ mấy bữa không đưa chứ đâu. Tạo quá biến đi. Đường lại ăn bị á. Đó giờ gì chứ cứ phải cầm cái đàn như vậy nha cả nhà. Hát bạn đi rồi mấy chị lên bông kìa. Một bản duy nhất. Không phải gì chứ phải cầm đàng hoàng. Ừ đó cầm, đó cái tay cứ quẹt 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 chơi gì chứ. Nó nặng quá. Nó nặng quá. Đè đó. Ơi nặng lắm. Không có nặng đâu. Ừ giả bộ đàn đi. Trời sinh viên có cây đàn gì ta. Bà về chồng đang nấu cua vụ mấy hằng quê đa. Đấy công chuyện gì chứ. Không mình hát gì mình vui vẻ không? Vui vẻ mình sống lâu hơn. Cho tiền ở cái lưng gạt quá. Không mình phải vui vẻ mình mới sống lâu. Ôi hôm nay có bán không có tiền cà hồng nghe. Ôi không hát gì cứ để cái đạn như hoài luôn. Ra 10 giờ để rồi tặng. Ừ. Hôm chia cái chiều cháu nhà vừa đồ vừa đồ đó. Anh đó. Cần sao anh đến đó chị mất hai một luôn qua xinh xinh màu tim tím em cài lên mai cao tay để hát đi chứ hát người đẹp con ở hát xong mới lên bồng tim tím anh nghe quá chua cay em xin phần con gái thì mẹ ra cái cay làm giật giật như nè đó giật giật là đây cầm viên cho mèn nè ra bụng quá à nấu cua đây giờ rồi giặt gần anh lên nơi anh hay nói đại quay một lòng chung đi đào hết chờ mong đây quá 10 giờ hát xong đi qua na nồi rồi mà sao anh không đơn cái cây đờn mạnh lên cho em càng mạnh là cái tiền nó càng lên bây giờ đầu tiên là 50 trời lên bông 5 xị trời năm trăm ơi bà lè chồng lụ đạn bây giờ bà hát đi rồi tôi lên bông không chị này lên thiệt mà mới lên bông rồi giờ bà hát nữa tôi lên bông nữa nè. Đây công viên chốn hiền vào là cây giặt gần anh lên nơi anh ai nói là yêu yêu một lòng chung đi nào có chờ mong đây quá 10 giờ hết rồi mà anh không về mà em cần tôi cần dầu nè để em bông rồi má. Hát hết đi, hát hết bài đi, bài nữa đi. Trời ơi, lên bông không? Đó, hát đi. Ôi, đâu mà hát nó được 5 chồng. Kỳ ghê luôn, ông hát mà cũng có tiền còn gì chứ. Thôi giờ quê, đập bể cái đàn luôn, hát xong rồi đập bể. Con đường xưa em đi, hoàng lên mai cập về. Cái cài giật giật như này chứ. Cài cài. Nhìn gió lên gai lòng nhớ cương vời được bàn tay kính trời bà già chồng quậy gì quậy hoài vậy
Đó bên này có hả? Cây đàn vi ca. Không ai thấy ai vậy? Có cây đàn vi ca. Mẹ ném cho một cục lưỡi nha. Bà liền đi. Có cây đàn vi ca. Bị đổ rồi. Đập vỡ cây đàn. Hát xong bài này đập cây đàn ra được luôn. Cây đàn. Đàn ơi, đàn ơi. Người ơi, người ơi. Cứ đập tiền đâu đầm quà. Cho 500 ngàn. Ôi, mày đập đi. Vậy con đập gì chứ cho 100 ngàn đúng không? Vì con đập gì chứ cho 100 ngàn đi con đập. Tới giờ con cho chứ 100 ngàn. Giàu yêu có 100 ngàn thương có dạng lần sau. Con gái nó có là không. Con gái nó không là có. Con gái nó một là hai. Con gái nó hai là một. Đừng nghe những gì bà và chồng nói. Hãy nhìn vào đôi mắt từ ngay. Trời ơi, mắt bả vàng từ ngay. Nết na gì á, con gái nết na, con gái thì mị gì đó. À, con gái nết na đâu, con gái dạng vậy. Con gái dạng vậy là con gái thì mị. Đồ con gái vô vậy. À, con bác rồi thôi. Ai lấy em đi, có hai căn nhà. Một căn Đa Phước, một căn Chí Hòa, anh lấy em không? Còn căn thứ ba nó là căn Bình Hưng Hòa. Anh nào lấy em không? Có hai căn nhà. Má ơi, gọi hoài nó không bắt máy là biết rồi. Thôi con đi trước đi chứ. Đi đâu vậy? Đi công việc á. Ủa cô đâu chính à, đi đâu vậy trời?